Xin chào các bạn nha. Đã đến với kênh Hữu Tài Bình Phước. Hôm nay ngày thứ hai anh em mình đi dở đú nha. Hôm qua thì có mưa rắc rắc các bạn ạ, nên hôm nay nước nó rút xuống. Này, hôm nay thì cả nhà mình luôn. Cả nhà mình đi quay khung cảnh sơ cho các bạn nha. Được, hôm nay trời mát trời các bạn, tối qua mới mưa. Còn mưa thì mưa không có lớn. Bạn Tài sẽ xuống dở đú nha các bạn. Đây là cái đầu tiên. Có không anh? Ít nhiều có tép có cua cũng mà. Hôm qua thì mình hy vọng hôm nay có cá nhưng mà chưa thấy cá nha. Có tép nhỏ. Có tép nhiều lắm. Hay là do mưa ta? Lũng đến lũng kìa phải không? Có tép, có cua. Con khá sẽ sạch thêm cái sắp lát nè. Đẹp quá trời luôn nha. Con còn có bóng nữa kìa. Trời, cua bự bự không ha. Đấy. Ô, củ mì nữa là nó hôi hôi rồi đó. Này, cua rồi các bạn, to quá trời to luôn. Cua này làm cua hoàng đế. Về làm cua hoàng đế. Tôm cũng con tôm hoàng đế. Cua cũng con cua hoàng đế. Tép là vui rồi đó. Này ít. Còn khá hắc lát như cả món. Hôm qua ở đây. Còn đủ trên á. Một xíu nó hốt. Nó tép như vậy nè, nó ngon. Tép ở ngoài chợ bự bự bự. Hôm nay trời mát. À, xong cái đầu tiên nha các bạn. Giờ cái đầu tiên thì không được nhiều, cũng có nhưng không nhiều. Để anh em mình tiếp tục gỡ đú thứ hai nha. Đây các bạn, anh em mình gỡ cái đú thứ hai nha. Đú thứ hai này là xuống rồi bơi qua rồi để gỡ nha. Ôi, vớt 70.000. Để mày lội qua cho. Thôi đã. Sợ giết rồi con. Mày xúc ra. Không có bay được đâu mà nó trượt nó dập mặt mà. Ta lội xuống ta đi. Ta quay nhè. Úi giời ơi, chân dài có khác. Đi trôi sao mà mò dữ hả? Trời thì chúng kéo nó. hiện tại là chưa tìm thấy. Hả? Thấy chưa? Phóng xanh bóng bóng bang bang
hồ kiến, có hồ kiến nuôi đẹp. Bữa trước có hai. Rồi. Đây. Đùa quá trời luôn. Hai con thì to. Đứng im tấm đi. Mình không qua được bên bờ bên kia để quay cho các bạn xem rõ nha các bạn. Nhiều. Cái thứ hai này là nhiều cua nha. Còn cái gì? Thác lát nữa, thác lát. Cũng có tép hả? Nhỏ hay bự? Thác lát hả? Bằng con nãy luôn. Nó nhỏ quá thì phóng xanh cho nó đi. Ôi cua. Cua nó ăn mệt rồi hả? Ăn gì hết. Cua coi như ngày hôm qua ăn cũng phải 2-3 ngày mới hết. Cá nãy nữa cho ống. Ừ. Còn mấy cá này, mấy cá nhảy nhảy này, mấy cá đi nước nổi mà. Nó bắt gì vô lưới rồi, vô lưới rồi. Cái thứ hai này là nhiều cua nha các bạn, nhiều lắm. Bây giờ mình không qua bên đó được để quay cho các bạn xem bên bờ bên kia. Ra đi ông nội. Máy này zoom lại nó bị mờ. Trời ơi, cua to đã. Trời, đợt trước à, coi như là nước nó cạn nó lòi cái đú lên đấy. Cua nó đu ở trên mà nó nằm ngửa nó phơi cái bụng nó thó, nó đã lắm. Này cua to quá hả? À. Bởi mình nấu một bữa canh là 5 con cua là coi như là nó ăn mệt chứ. Vô đúng vô bên đó. Trời hôm nay không nắng mà nó hanh, nó khó chịu. Đây là bờ đập chỗ nhà mình nha. Đẹp, rất là đẹp. Nào bạn nào có nhảy đến Bình Phước thì anh em mình mời ghé kênh anh em mình nha. Anh em mình dẫn đi đập chơi nha các bạn. Chỗ này là con cá tèn chứ không phải con thác lát. Cá tèn nó có gai á, nó có ngạnh á. Con hồi nãy là con thác lát. Đây có bãi cỏ này. Đẹp không? Này ngồi cắm trại nè. Hợp lý luôn. Cỏ này là cỏ lông heo. Ngồi êm đít. Điều đó bạn. Xong rồi bây giờ mình thả xuống lại nha. Thả lại rồi mai mình lại đi kéo nữa. Ngày nào cũng phải đi kéo các bạn. Rồi đi thả chỗ khác. Tay không bắt cua. Chết nó hết. Nha mẹ để em. Đây. Đó, đã cho các bạn. Cua phần đế không? Càng chập bá luôn. Ô cha. Chạy chạy chạy. Bóp nó lại, bóp càng lại. Nè. Con nó xỉu rồi. Xíu trời phát xỉu rồi. Giờ anh em mình qua cái thứ ba nha các bạn. Mùa dịch thì anh em mình chỉ có vậy thôi. Đi bắt cua, bắt cá. Hôm trước thì anh em mình đi lưới. Hôm nay thì anh em mình trời mưa xuống anh em mình đi thả đú nha. Thả đú thì chủ yếu có tôm tép nhỏ với lại cua là nhiều nha. Hôm nào hơn thì có cá bự. Không mà chủ yếu là cua thôi các bạn.
khung cảnh bờ đập nha. Đây là bờ đập của xã mình, rất là rộng nha bạn. Mùa mưa lên là nước là sẽ ngập đến cái chỗ mình đang đứng luôn nha. Giờ anh em mình bắt đầu qua cái đú thứ ba. Cái này sao? Chắc bị kéo hả? Đây, anh em mình sang cái thứ ba rồi nha. Nhưng mà có vẻ như là cái thứ ba là không có nhiều các bạn. Chắc là do người ta gỡ rồi, bị người ta gỡ rồi. Tại vì cái đập này là nhiều người người ta thả với lại nhiều người ta giăng lưới đó. Nên là mình đi sớm, mình đi trễ người ta gỡ hết trơn. Cũng hôm nay thì như vậy thì cũng đủ ăn rồi. Mình là anh em mình chủ yếu là kiếm cá cua tôm đồ về ăn thôi các bạn, chứ còn chưa tới ngày nào mưa nhiều kìa mới thả nhiều để đi bán. Bạn thấy khung cảnh của bờ đập mình như thế nào? Đẹp không? Đây là ăn nhậu là bá cháy bồ chát luôn các bạn. Thường anh em mình thăm cua thì thường mình nướng tại chỗ luôn. Trời, nó vừa dễ xình, nó nằm ngửa. Đấy, các bạn thấy con cua. Nó nằm ngửa luôn. Thấy vậy trên nước ngoài đó cũng sâu đúng không các bạn, tới cổ. Và đập mình có mấy cái gốc cây nhô lên đó, nhìn rất là đẹp. Này mà bạn nào mà chơi lan hay chơi cây kiển rồi về nè, lấy đóng vô rất đẹp nha. Các bạn thấy khung cảnh đây nè, rất là yên bình và dân dã đúng không? Này là chỉ có quê có thôi, chứ còn thành phố là các bạn nào ở thành phố là chắc chắn là không biết những cái cảnh này rồi. Hy vọng là có dịp nào các bạn sẽ đi trải nghiệm những cái dịp như thế này để mình sẽ hiểu rõ về nét đẹp của quê hương mình hơn nha. Việt Nam là một trong những cái nước mà có làng quê rất là đẹp trên thế giới. Rất là hy vọng có một ngày nào đó mà các bạn sẽ được trải nghiệm cái miền quê dân dã của anh em mình nha. Nếu mà các bạn thấy video này hay, vui và các bạn chia sẻ thì các bạn nhấn một like, một subscribe cho anh em mình nha. Thêm một lượt đăng ký thì mình sẽ chia sẻ rộng rãi với cộng đồng hơn nha. Em ơi, anh ra lôi lưới. Hey, anh em mình hôm bữa có giăng một cái lưới các bạn, nhưng mà do anh em mình giăng cạn quá nên là giờ gỡ qua giăng bên kia nha. Bên kia sâu thì sẽ có cá lớn hơn, chứ mà giăng cạn thì cá lớn nó không vô rồi. Bắt đầu hanh nắng lên rồi các bạn. Chỗ các bạn hôm nay thời tiết thế nào? Hôm nay ở chỗ mình thì trời mưa nên là thời tiết nó mát mẻ được một chút, nhưng mà cũng 34-35 độ các bạn. Hy vọng là cái dịch corona này sẽ qua sớm để mọi người trở về cuộc sống bình thường, công việc rồi cho nó bình thường, chứ cứ tình hình như thế này thì không chết vì dịch cũng chết vì chết đói các bạn ạ. Mặc dù anh em mình ở đây thì cũng đủ sống thôi, nhưng mà nhiều người, nhiều bạn cũng có chia sẻ với anh em mình, nhiều công ty cũng đã đóng cửa rồi, các bạn cũng thất nghiệp, nên là mỗi người chúng ta đều hy vọng cùng chung tay để đẩy lùi cái dịch này nha các bạn.
Hôm nay ít hơn qua hả mẹ? Hôm nay ít hơn qua hả? Đây. Mình anh em mình lại mới kéo thêm một cái đú nữa nha. Các bạn thông cảm bởi vì là đú thì thả ở ngoài rất là sâu. Nên là mình thì mình không biết bơi, nên mình không thể ra mà quay cận cảnh cho các bạn xem được. Các bạn thông cảm nha. Ở đây thì cái đập này nó cũng sâu các bạn. Và nghe nói là ngày xưa là có người ta múc giếng, người ta có đào giếng, khoan giếng. Nên là bây giờ mình ra xa là khả năng mà mình không biết được là có chỗ nào có giếng hay không nha. Nên là cái mức độ rất là nguy hiểm. Nên thôi, mình cứ ở trong bờ cho chắc. Mấy ông anh mình thì mấy ông biết chỗ thì ông mấy ông ra, chứ mình thì mình không biết. Bờ đập này mà để nước mà mưa, mùa mưa tới là nước ngập luôn các bạn. Rất là nhiều nước, rất là sâu. Mùa nắng này thì lòi ra những cái bờ như vậy thì đẹp. Tối rồi chiều thì là mình gà vịt cho mình quay. Quay mình ra đây mình ăn uống cũng mát mẻ lắm nha. Cua là đứng ở ngoài quăng vô bờ không ạ? Đó là mẹ con mình này không dám ra. Thằng ông anh mình đứng ngoài cái là quăng vô bờ rồi con cua nó dính vô sình rồi mình đi lấy bỏ vô giỏ nha, vô lưới nha. Chứ còn ra là không dám ra. Vì ở đây có rất là nhiều giếng. Giếng người ta bỏ lâu á, rồi giờ nó lấp như là đi ra mà không cẩn thận là lọt vô giếng là thua luôn các bạn. Đây là cả nhà mình đi, có mẹ luôn nha. Đó, mẹ mình đi nữa. Cả nhà mình đi mò cua bắt ốc. Chứ bây giờ dịch thì ở nhà cũng có làm gì các bạn. Bình thường thì anh em mình đều có nghề nghiệp hết. Ngày thường anh em mình đều đi làm hết, mỗi người một công việc. Nhưng bây giờ thì nhà nước khuyến cáo là ở nhà hết. Nên là anh em mà tập trung về nhà vui. Tập trung về nhà thì có gì ăn nấy. Mình cũng được dịp là quay lại tuổi thơ. Đấy các bạn, ngày hôm qua với hôm nay để lại được nhiêu đây nghe, với lại tách ra ăn ngày hôm qua hôm nay rồi lại nhiêu đây, với lại này được ít tép, được nhiêu tép nè, đủ ăn rồi đó. Lại cua thì nhiều, cua này chắc chiều này răng me ăn quá. Răng me nó cứng đá. Cua này mà nấu bún riêu cua là hết bài luôn.